Trước hết chúng ta cùng chia sẻ về Mạnh Tử. Mạnh Tử là một người cũng được người Trung Quốc tôn xưng là bậc Á Thánh bởi cái nhân cách của ông và bởi cái cuộc đời của ông rất là thanh khiết. Mạnh Tử thì tên gốc là Mạnh Kha, là người nước Châu. Và cái câu chuyện Mạnh Tử có thể trở thành được mọi người đời tôn xưng là Á Thánh thì chắc hẳn ai cũng đều biết phần công lao to lớn là ở mẫu thân của Mạnh Tử, là một người mẹ có cái công lao dạy con mình trở thành người mà có cái tính cách, có cái nhân cách của bậc thánh nhân. Mẹ của Mạnh Tử qua những cái câu chuyện dạy Mạnh Tử như là 3 lần chuyển nhà. Một lần đầu tiên khi mà ở gần nghĩa địa thì thấy con mình mà chơi cùng các bạn và bắt chước những đám ma thì bà biết rằng cái điều này không tốt cho con mình, và sau này con mình chỉ có theo được cái nghề nghiệp như vậy thì thật là uổng phí. Bà quyết định rời nhà ra chợ. Rời nhà ra chợ rồi thì bà thấy rằng tất cả những cái sự vụ đánh nhau, cãi nhau ở chợ nó làm ảnh hưởng đến môi trường sống của con mình và sẽ tác động xấu đến con mình, nên bà quyết định rời nhà một lần nữa. Và bà đã chuyển nhà đến ở cạnh trường học. Và nhờ những cái lần chuyển nhà như thế, về sau thì Mạnh Tử rất là hiếu học và rất là chăm học. Lại một câu chuyện nữa về Mạnh Tử và mẫu thân, về cách dạy con của mẫu thân của ngài. Thì một lần khi mà Mạnh Tử mải chơi, đi học và trốn học thì mẹ của Mạnh Tử biết điều đó, mới gọi Mạnh Tử vào. Thấy tấm vải đang ở trên khung dệt vẫn chưa hoàn thiện, mẹ của Mạnh Tử không nói không rằng lấy kéo cắt đôi tấm vải mặc dù chưa dệt xong. Mạnh Tử rất là bất ngờ và mẹ có nói: con thấy đấy, như tấm vải này khi chưa dệt xong, nếu không làm cho đến nơi đến chốn thì sẽ chẳng ra một cái gì cả. Cái việc học là việc tốt cho con, nếu con không học cho đến nơi đến chốn thì sau này con không thể thành tài được. Và thêm một câu chuyện nữa mà cho thấy rằng cái cách dạy con của mẹ của Mạnh Tử là vô cùng tuyệt vời, và chính cái nhân cách tuyệt vời của người mẹ đó đã tạo nên một bậc thánh nhân, Á Thánh như Mạnh Tử. Một lần khi mà bà ra chợ thì thấy rằng người ta giết lợn và Mạnh Tử cũng trông thấy, thì Mạnh Tử mới hỏi: người ta giết heo làm gì vậy mẹ? Thì bà mới buột miệng nói một câu là: người ta giết cho con ăn đó. Đến lúc khi mà hai mẹ con về nhà rồi thì bà mới ngẫm lại rằng: ta đã chót nói dối con mình, nếu bây giờ ta không mua thịt heo cho nó ăn thì thành ra mình đã tiếp tay cho con mình nói dối, như vậy thật là không tốt. Thế nên bà quyết định đi ra chợ và mua một miếng thịt heo về để cho Mạnh Tử ăn. Và cũng chính bài học đó sâu sắc đó mà sau này tạo nên cái nhân cách của Mạnh Tử là không bao giờ nói dối. Bởi vì thời của Mạnh Tử sau khi dần lớn lên thì Mạnh Tử đi bái Tử Tư, là cháu của Khổng Tử, làm thầy của mình. Và Mạnh Tử học tất cả những Tử Tư thì là một người thầy rất là giỏi và uyên thâm và hiểu được cái giáo nghĩa của ông mình là Khổng Tử. Thì Mạnh Tử học từ Tử Tư và Mạnh Tử học rất là thông minh, và với cái nhân cách, với cái giá trị của ông học rất sâu sắc. Và người đời còn tôn xưng là gì? Người mà triển khai tốt nhất cái giáo lý của Khổng Tử là chỉ có Mạnh Tử mà thôi. Và sau này khi mà Mạnh Tử quay về, Mạnh Tử đi du thuyết các nước, nhưng mà không một nước nào trọng dụng ông. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó là đang thời kỳ chiến tranh rất là loạn. Thế nên không một nước nào muốn sử dụng nhân cách, muốn sử dụng đạo đức để quản lý một quốc gia, mà tất cả các quốc gia khác đều mong muốn để sử dụng những người như Tôn Tẫn, Tôn Thần
hay là Ngô Khởi, hay là những người mà quân sư mà giỏi về binh thư yếu lược để đem quân đi đánh các nước khác, để chiếm các nước khác, thì như vậy nước mình mới an. Nhưng ở một khía cạnh khác, Mạnh Tử thì luôn luôn đi thuyết đạo lý và muốn cho những vị vua đó dùng cái đạo đức, dùng cái nhân cách để quản trị quốc gia của mình. Nhưng những vị vua vào thời đó, những vị vua của các nước, của các triều thần, của các những vị vua của các sứ của các nước thì lại không nhìn thấy cái giá trị cốt lõi, không nhìn thấy cái giá trị của lời dạy của Mạnh Tử lúc đó. Mọi người chỉ thi đua nhau để gì ạ? Mọi người chỉ thi đua nhau để làm sao cho binh hùng tướng mạnh để đi đánh chiếm các nước khác. Và thế nên mọi người theo các những cái kế liên hoành tung hợp của tất cả những cái bậc du thuyết mà chỉ chú trọng về binh sĩ, về những mưu lược, những cái chiến tích, những cái chiến tranh ngoài chiến trường, mà không hề để ý đến giá trị cốt lõi mà Mạnh Tử du thuyết đem lại. Thì trải qua rất nhiều nước không được trọng dụng, cuối cùng Mạnh Tử quyết định là quay về cố quốc của mình. Và ở đó thì ông đã viết ra Chỉnh Lý, Thi Kinh và Thư Kinh. Và Mạnh Tử thì được người đời xưng là Á Thánh. Và bản thân ông thì đưa ra cái học thuyết rất là đầy nhân cách, đó là nhân chi sơ tính bản thiện. Chủ trương học thuyết của ông thì đến mãi sau này người đời mới cảm nhận được cái giá trị của nó. Và kể cả đến bây giờ, đến ngay tận thời điểm bây giờ, không phải ai cũng có thể áp dụng được những lời dạy của Mạnh Tử vào trong đời sống. Và ông luôn chủ trương là nhân chi sơ tính bản thiện, con người sinh ra vốn là thuần tính thiện, ai cũng có cái tâm thiện, chỉ do là hoàn cảnh môi trường nên tạo tác lên và tác động đến cái tâm đó. Nếu chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta thấy rằng thực ra bản chất của con người thì là do nghiệp kéo đi và chúng ta bị tái sinh. Còn sinh ra thì chúng ta có cả nghiệp ác và nghiệp xấu, có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Thế nên trong tâm chúng ta thì có những lúc thiện, có những tâm thiện và có những tâm bất thiện. Và cũng chính nghiệp tạo ra cho chúng ta những cái hoàn cảnh sống khác nhau, và có những hoàn cảnh tác động tốt đến chúng ta, đến cho chúng ta gieo trồng những cái phước báo, do chúng ta gieo trồng những cái nhân thiện. Thì chúng ta phải tìm những cái môi trường là gồm đầy đủ tam bảo, thầy hiền trí, bạn tốt và những cuốn sách hay. Còn nếu chúng ta rời xa cái tam bảo đó thì chúng ta rất dễ bị rơi vào những cái môi trường xấu, mà nó sẽ tác động đến tâm của chúng ta và làm những cái hạt giống bất thiện nảy nở trong tâm của chúng ta. Đó là lời dạy của Đức Phật. Mạnh Tử thì luôn luôn tin rằng nhân chi sơ tính bản thiện. Và chính bản thân ông vì được mẹ dạy dỗ từ nhỏ cho nên ông tin cái điều đó. Bởi vì mẹ ông đã tạo ra những cái môi trường học tập tốt nhất cho con mình, để con mình phát triển những đức tính cao vời mà sau này được xưng là Á Thánh. Khổng Tử và Mạnh Tử đều vậy, là những người không gặp thời, nhưng những cái tư tưởng, những cái tư duy và cái nhân cách của những bậc vĩ nhân này, những bậc Á Thánh này thì được người đời sau tôn sùng. Và nhất là ở Trung Quốc thì mọi người đều tôn xưng những cái học thuyết của Khổng Tử và Mạnh Tử là những cái học thuyết bao nhiêu năm tháng không bị mai một. Đó là đạo lý, là những cái điều đúng đắn, những cái định lý thì được chứng minh và sẽ bị thay đổi, nhưng đạo lý, đạo đức, giá trị ngàn đời thì sẽ không bao giờ bị thay đổi. Và Mạnh Tử là một người, là một bậc Á Thánh đã đóng góp vào cái điều đó. Chúng ta có thể nhận thấy cái điều đó nơi những cái học thuyết, những câu nói, câu dạy của ông. Và cái cuộc sống của đời ông được ghi lại thì rất là thanh bạch, rất là trong sáng. Chúng ta tiếp tục sang cái chuyển tiếp sang cái nhân vật tiếp theo, đó là Tuân Tử. Tuân Tử thì tên ý là Tuân Khanh.
Sau khi thì các vị nhà các nhà tư tưởng họ Châu đều đã mất hết đi rồi, thì cuối cùng chỉ còn Tuân Khanh thì là người có cái tư tưởng mà được mọi người trọng dụng nhất, được mọi người biết đến nhiều nhất và được mọi người tôn xưng nhiều nhất. Và Tuân Khanh thì thành người có học vấn cao nhất và nước Tề. Tuân Khanh thì ở lại nước Tề và được giao cho nhiệm vụ là quản lý những bậc nho sĩ, quản lý những đứng đầu những cái bậc đại phu. Đại phu là những cái người có tư tưởng lớn, những người có tư tưởng lớn cho quốc gia và cho mọi người. Thì ông là người đứng đầu nước Tề. Nhưng về sau thì bị ghen ghét cho nên Tuân Khanh cũng bị đuổi ra khỏi nước Tề. Sau đó thì ông chạy sang nước Sở. Nhưng mà khi ông được một người bảo hộ cho mình và ở cái nước Sở để cống hiến, nhưng khi người bảo hộ của ông chết thì ông cũng lại bị ghen ghét và bị đánh đuổi đi. Và cũng chính vì do cái nhân duyên đó cho nên cái học thuyết của ông về sau thì ông cũng rời cái chốn quan trường mà ông về. Ông rất là chán ghét chính trị thời loạn và ông ghét những vị hôn quân, không biết lắng nghe những cái chủ thuyết tốt, không biết lắng nghe những người hiền trí. Thế nên là ông trở về một vùng đất để ông nghiên cứu và ông viết lại những cái sách căn bản. Nhưng cái tư tưởng của ông thì lại có phần nào đó trái ngược với cả Mạnh Tử. Ông thì cho rằng là nhân chi tính ác, kỳ thiện giả nguy dã, có nghĩa là bản tính của con người là ác, nhưng những điều thiện là do con người đặt ra mà thôi. Có nghĩa là con người sinh ra vốn là ác, nhưng mà trong quá trình sinh sống rồi sinh hoạt thì con người mới nghĩ đến được với những điều thiện và đặt ra những cái điều này là tiêu chuẩn là điều thiện. Nhưng bản chất của con người là ác. Chúng ta có thể thấy và có thể hiểu rằng bởi vì sao ông lại suy nghĩ như vậy. Bởi vì cuộc đời của ông thì mặc dù là giỏi, nhưng đi đến đâu ông cũng bị những vị hôn quân không trọng dụng và bị những người mà kém hơn mình ganh ghét. Và chính vì cái tâm đó không được thỏa mãn cho nên ông mới sinh ra những cái học thuyết như vậy. Đó cũng chỉ là một luồng tư tưởng của ông mà thôi. Và cái luồng tư tưởng đó thì trái với cả Mạnh Tử. Chúng ta cũng có thể qua hai cái nhân vật này, chúng ta có thể suy xét một chút về cái dòng suy nghĩ của con người rất là phức tạp. Bởi vì chúng ta nếu không nhờ Đức Phật chỉ ra cho chúng ta rằng nếu chúng ta phải cẩn thận với tâm chúng ta, bởi vì tâm luôn luôn lừa chúng ta. Đó. Thì Mạnh Tử và Tuân Tử cũng vậy. Mỗi người ở một cái điều kiện sống khác nhau và mỗi người một cảm nhận khác nhau, và người ta đã đưa ra những cái tư tưởng và những học thuyết khác nhau. Nhưng đó là những cái trải nghiệm của riêng bản thân người ta, riêng bản thân người ta, và người ta đặt rằng những cái điều đó là đúng. Mạnh Tử thì cho rằng nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng Tuân Tử thì lại cho rằng con người sinh ra vốn đã. Thế nên chúng ta cần phải suy xét, cần phải quán lại tâm mình để thấy được những chúng ta, khi chúng ta phải đặt cả câu hỏi với những cái tư tưởng lớn, và chúng ta thấy được rằng những cái điều mà Đức Phật dạy hoàn toàn đúng. Chúng ta thấy rằng Đức Phật thật vĩ đại và Đức Phật đã chỉ cho chúng ta cái cách quan sát tâm, là chúng ta phải thiền và chúng ta nhìn lại tâm mình cho thấy rằng tâm mình đang lừa mình, nhận ra và chúng ta phải làm như thế nào cho đúng, cho thiện, để gieo những hạt giống thiện, những hạt giống tốt. Đó là bài học của Mạnh Tử và Tuân Tử liệt truyện. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.